Bước đầu tiên là bạn sẽ làm gì nhỉ? Lấy nước rồi ai lấy cho con? Ai lấy cho con? Mẹ. Ok, thế bạn Trải đã lấy kem đánh răng chưa? Rồi ạ. Ai lấy cho con? Mẹ. À đây, thế là hôm nay con tự đánh thôi đúng không? Con không cần phải lấy nước và lấy kem đánh răng đúng không? Ok, thế con triển khai thôi. Thế bạn đánh đi với, bạn vừa đánh răng cho của mình, bạn đánh răng cho sạch sẽ à. Bạn là Gia Linh nhá, năm nay bạn 4 tuổi nhá. Bạn chuẩn bị học hệ xong lớp 4 tuổi rồi, bạn sẽ lên lớp 5 tuổi. Cho nên buổi tối bạn đều tự đi đánh răng, đúng không? Cái gì không? Em đang quay con đi ra. Ok. Bạn Gia Linh còn có một chị gái tên là Tuệ Linh. Chị gái của Tuệ Linh là hơn Gia Linh 1 tuổi. Năm nay chị đang học lớp 5 tuổi. Sang năm em lên lớp 5 tuổi thì chị học lớp 1. Yeah, thích không? Em sẽ học lớp 5 tuổi. Ok, em đánh răng đi. Bạn ấy nhổ cái bánh răng đây nhé các bạn nhé. Hôm nay bạn ấy mặc váy này. Yeah, xinh chưa? Hiện tại thì cái bồn đánh răng này là cao, cho nên là bạn ấy phải đứng trên một chiếc ghế. Các bạn nhìn thấy chưa? Để bạn ấy cao hơn này, thì khi bạn đánh răng sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ bạn đã đang xúc miệng rồi đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ok luôn. Các bạn nhớ là chịu khó đánh răng nhé. Úi giời hát gì ơi. Xúc miệng mấy lần nhỉ con nhỉ? 5 lần. 5 lần nó cho sạch sẽ cái bánh răng đúng không? Các bạn nên nhớ là bố không đẩy, bố chị đang 4 lần rồi à? Thế còn mấy lần nữa? 5 lần. Còn mấy lần nữa thì được 5 lần nhỉ? Bây giờ 5 lần. Ok. Sau đó bạn chả rửa bàn chải bánh răng với vòi nước đúng không nhỉ? Bạn vòi nước này, kéo vã ướt áo này. Rửa sạch đi con, rửa sạch đi, rửa sạch chưa? Kỳ này không? Đấy, để cho nó sạch này. Sau đó để lên trên này cho khô này. Đấy. Và vặn lại này. Bây giờ bạn sẽ rửa mặt đúng không? Để bố sẽ Cô đừng đi lấy chồng. Cô đừng đi lấy chồng. Bố sẽ vặn nước cho cô đừng đi lấy chồng. Ok, bây giờ bạn sẽ đánh răng đi. Rửa mặt đi con. Khi đánh răng xong thì bạn nên rửa mặt cho sạch sẽ rồi bạn đi ngủ. Các bạn lưu ý là một ngày thì các bạn tối thiểu phải đánh răng 2 lần. Vào lúc nào nhỉ? Đánh răng lúc nào nhỉ? Trước khi đi ngủ và gì nhỉ? Các bạn có biết là đánh răng trước khi đi ngủ và lúc nào đấy nhỉ? Và sau khi ngủ dậy đúng không? Bạn đã rửa mặt xong và bây giờ bố sẽ giặt khăn mặt cho các bạn đấy. Như vậy là bạn Gia Linh hôm nay đã đánh răng xong rồi nha. Các bạn nhớ trước khi đi ngủ đánh răng sạch sẽ nha. Xin chào các bạn nhá. Gia Linh ơi, con chưa chào các bạn à? Xin chào tất cả các bạn. Ok, goodbye.